Vâng, thưa quý vị, trong khi đó, đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định hiện cũng không khá khẩm hơn nhiều khi mà bến xe, vắng người. Tuy nhiên, trong bối cảnh này thì dịch vụ vận tải đường sắt lại có những tín hiệu khởi sắc rất đáng chú ý. Và trong ngày hôm nay, đường sắt sẽ tiếp tục tăng thêm một đôi tàu trên các tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh và Sài Gòn-Đà Nẵng. Ghi nhận của VTC 14. Công ty cổ phần xe khách Hà Nội cho biết, sau một tuần thực hiện thí điểm vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, các bến xe trên địa bàn đã thực hiện tổng cộng 9 chuyến xe, chủ yếu đối với các tuyến đi Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang. Vì lượng xe khách liên tỉnh chỉ được phép hoạt động 5% lượt chuyến, khi hoạt động xe không được chở quá 50% số ghế nên các bến xe khá vắng vẻ, điều hưu. Nhiều bến xe hiện vẫn trong tình trạng chờ đợi hướng dẫn mới từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải. Thì hiện tại thì tại bến thì cái xe liên tỉnh thì chưa hoạt động vì là theo cái hướng dẫn thì với cho hoạt động 5%, cho nên là các phương tiện cũng về bến cũng chưa có, chỉ có một cái xe hữu lũng. Thế thì hiện tại khách đến bến thì chỉ là cái lượng phương tiện hoạt động ở bến chỉ là cái xe buýt nội đô. Nghỉ giãn cách theo cái yêu cầu chỉ thị 16 thì công ty cũng toàn bộ các bến xe là phải thực hiện đóng cửa. Và cán bộ công nhân viên thì nghỉ, tạm thời dừng nghỉ việc. Và đến nay thì chúng tôi cũng rất mong chờ là cái sự hoạt động trở lại bình thường để các bến xe tiếp tục hoạt động và các cán bộ công nhân viên tiếp tục đi làm. Còn theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong các ngày từ 13 đến 20 tháng 10 năm 2021, đã tổ chức chạy thí điểm hai đôi tàu khách trên tuyến Bắc Nam với 32 chuyến và một đôi tàu trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng với 16 chuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 15.000 lượt hành khách đảm bảo an toàn. Các đoàn tàu này đều thực hiện nghiêm việc giãn cách với 50% số chỗ ngồi trên tàu và với số vé bán ra đạt khoảng 90% so với phương án. Theo phương án mới nhất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 21 tháng 10 năm 2021, ngành này sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm một đôi tàu khách trên tuyến Bắc Nam và một số đôi tàu trên các tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh và Sài Gòn-Đà Nẵng. Là nhu cầu người dân thì luôn luôn lớn hơn cái tần suất mà tổng ty đang chạy. Đấy, thì tôi mong muốn rằng kết thúc thí điểm thì Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ ban hành cái quy định để làm sao mà chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh. Chúng ta đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đồng thời là chúng ta tiếp tục để tăng tần suất vận tải để phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện nay nhu cầu người dân thì đang lớn hơn. Đấy, trong cái 7 ngày chúng ta thí điểm thì phương án bán vé và nói chung là số lượng hành khách đi đều đạt 100% so với lại cái số ghế mà chúng ta được phép chở. Vận tải hành khách hoạt động trở lại bình thường hiện đang là mong mỏi của nhiều người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, để thực hiện không phải dễ dàng, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến mới phức tạp.